Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, trong bản tin 19 giờ tối ngày hôm nay ngày 19 tháng 2, chúng tôi lại phải gửi thêm một thông tin mới liên quan tới các thành tựu công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Không biết là nghe liên tục như vậy, các bạn có cảm thấy quá nhiều và quá chán hay không? Hãy chia sẻ để chúng tôi được biết và đổi chủ đề nhé. Tuy nhiên, với thông tin này, có lẽ chúng ta nên biết sớm vì nó liên quan tới một dự án đặc biệt, dự án mà chúng ta luôn mong chờ mỗi khi có tin mới, đó là tên lửa hành trình VCM-01. Cũng lâu rồi, kể từ cuối năm ngoái đến giờ, chưa thấy tin mới về VCM-01, chẳng biết bao giờ các cốp cho phép công bố tầm bắn của tên lửa đây, thật sự mong có một lời xác nhận. Nhưng trước hết, trong bản tin tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhận được một số thông tin tương đối mang tính xác nhận về khả năng rất cao phiên bản đầu tiên của dự án VCM-01 đã hoàn thiện và sẽ đi vào trang bị từ nay tới năm 2025. Cụ thể, ngày 12 tháng 2 năm 2023, tại Hà Nội, Hội đồng xét tặng giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã bỏ phiếu kín để chọn ra 20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến. Trong số 20 nhân vật sáng láng trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, lao động quốc phòng, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, một gương mặt khiến chúng tôi không khỏi chú ý đó là anh Nguyễn Như Thành, sinh năm 1989, là một nhân sự của Viettel và đã có đóng góp to lớn trong việc nghiên cứu hàng loạt các đề tài phục vụ quốc phòng. Xin các bạn hãy nghe kỹ những thành tích của anh Thành sau đây. Chủ nhiệm đề tài radar VRS-MCX là đài radar cơ động tầm trung băng X đa nhiệm có khả năng cảnh giới và chỉ thị mục tiêu cho tổ hợp hỏa lực bờ biển. Sản phẩm dự kiến sẽ đem lại doanh thu gần 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2025 với tổng số lượng 15 đài. Hai là hoàn thành nghiên cứu và áp dụng công nghệ hiện đại cho các đài radar 3D, 3 tọa độ. Sản phẩm mang lại giá trị làm lợi 600 triệu đồng mỗi đài radar. Ba là chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2022. Bốn là giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Và năm là bằng khen của Bộ Quốc phòng năm 2021. Dù không rõ anh Thành đang giữ chức vụ nào về theo, nhưng phải nói rằng đúng là tuổi trẻ tài cao. Sinh năm 1989, năm nay mới 34 tuổi mà đã là chủ nhiệm đề tài những công trình tầm cỡ quốc gia về quốc phòng như vậy. Quá giỏi, thật sự là Việt Nam mình lắm lắm người tài, chứ đâu phải là bỏ đi hết đâu. Nghe ông anh trong ngành bảo từ năm kia rằng Viettel đang kêu gọi rất rất nhiều nhân tài trong và ngoài nước để thúc đẩy mảng công nghiệp quốc phòng, đúng thế thật. Nhưng thôi, võ đó mà làm gì, cái điều quan trọng là thế hai cái dự án mà anh Thành đứng đầu có liên quan gì tới VCM-01 hay không, liên quan ở đâu, có thấy cái tên VCM-01 đâu nhỉ? Rõ ràng rồi, cho tới giờ phút này, trên truyền thông quân đội, chúng ta vẫn chỉ gọi chung là dự án A1, còn VCM-01 chỉ lỡ bị dò dỉ một lần, từ đó tới nay vẫn bật vô âm tín về mặt chính thức. Nhưng từ các dữ kiện dò dỉ, chúng ta có thể đưa ra một suy đoán mà chúng tôi tin rằng là gần đúng. Cái tên VRS-MCX là trái tim, là một nhân tố chính trong tổ hợp hỏa lực bờ biển VCM-01. Nói về hỏa lực bờ biển do Viettel phát triển, nói thẳng, bây giờ khả năng cao nhất hiện nay là VCM-01. Căn cứ vào các bệ phóng mặt đất đã từng xuất hiện trên truyền thông, bệ phóng đặt trên khung gầm xe tải 6x6 bánh, lắp 4 đạn tên lửa. Chúng có đầy đủ đặc điểm của một tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển như các tổ hợp mà chúng ta đang có trong tay như 4K51 Rubet, 4K44 Redoubt hay K300P Bastion P. Và như chúng ta được thấy cấu hình cơ bản đầy đủ về tổ hợp 4K44 Redoubt tại triển lãm Việt Nam Defense hồi cuối năm ngoái, tổ hợp tên lửa bờ VCM-01 vẫn còn thiếu cụm radar điều khiển hỏa lực. Chúng ta cần hiểu rằng một tổ hợp tên lửa có điều khiển thì tên lửa chỉ là một phần trong số đó, nhưng nó đóng vai trò như cánh tay chứ không phải là trái tim của hệ thống. Ở đây, hầu hết các hệ thống tên lửa, bao gồm tên lửa phòng không, tên lửa bờ biển, thì radar mới là trái tim, là nơi nắm giữ yếu tố quyết định tới thành bại của cuộc tấn công. Radar điều khiển hỏa lực sẽ làm nhiệm vụ phát hiện, bắt bám mục tiêu và chỉ thị mục tiêu để phóng đạn. Nếu radar bị gây nhiễu thì việc phóng tên lửa có thể thực hiện, nhưng tỷ lệ đánh chặn mục tiêu sẽ rất thấp. Mặc dù tên lửa hành trình hiện đại có đầu tự dẫn, tuy nhiên với kích thước nhỏ, đầu tự dẫn radar chủ động trên đạn thực tế chỉ kích hoạt, phát huy hiệu quả ở pha cuối trong khoảng 20-30 km tùy từng loại. Ví dụ, nguyên bản tên lửa KH-35 Urane, đầu tự dẫn radar chủ động ARGS-35E có cự ly chính xác phát hiện mục tiêu cách 20 km, góc phương vị cộng trừ 45 độ. Nếu phóng đạn mà không có radar điều khiển hỏa lực, KH-35 Urane chỉ có thể bay mù, may thì tìm được tàu địch, không thì coi như ta đã ném nửa triệu đô xuống biển. Với radar dẫn bắn, công suất phát sóng mạnh, cự ly phát hiện lên tới vài trăm cây số, đài điều khiển sẽ thực hiện việc hiệu chỉnh, dẫn đường ở pha đầu và pha giữa, và khi tiếp cận mục tiêu, đầu dò trên đạn sẽ làm nhiệm vụ sau cùng. Lúc đó thì yên tâm là xác suất trúng đích có thể tăng tới 70-80%.
Đây là ta đang nói về lý thuyết đơn giản, dễ hiểu để chúng ta hiểu về tầm quan trọng của đài điều khiển hỏa lực trong hệ thống tên lửa hiện đại. Cũng như câu chuyện tên lửa SAM-2 bắn B-52, các hạng mục nâng cấp của ta và Liên Xô để SAM-2 bắn được B-52 không nằm nhiều ở đạn, mà là nằm ở bộ phận điều khiển hỏa lực, trực tiếp là đài SNR-75. Bộ phận điều khiển hoạt động tốt sẽ được mảng nhiễu thì tên lửa mới bắn được chính xác, đạt hiệu quả tiêu diệt mục tiêu cao nhất. Hay là với tổ hợp tên lửa bờ K300P Bastion P, đài điều khiển hỏa lực có tên là Monolith B làm nhiệm vụ phát hiện, theo dõi, phân loại và chỉ thị mục tiêu mặt nước cho tên lửa bờ. Trở lại với tổ hợp tên lửa bờ biển VCM-01, rất tiếc một lần nữa, đây có lẽ là lần đầu tiên cái tên VRS-MCX được xuất hiện trong danh mục các loại radar của Viettel. Kể cả tại Vietnam Defense 2022, đài VRS-MCX cũng không nằm trên bàn trưng bày ở gian hàng của Viettel hay nằm trong các catalog giới thiệu. Xem ra, cái ngày mà VCM-01 chính thức được công khai thì lúc đó ta mới rõ VRS-MCX trông như thế nào, tính năng ra sao. Tuy nhiên, cũng thật may là người ta vô tình cho chúng ta biết chút ít thông tin quan trọng hơn về tiến độ sản xuất, thứ mà chúng ta luôn mong ngóng. Cụ thể, hãy chú ý câu này. Sản phẩm dự kiến đem lại doanh thu gần 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2025 với tổng số lượng là 15 đài. Dạ vậy. Như vậy là trái tim của tổ hợp tên lửa bờ VCM-01 đã được thông qua sản xuất và trang bị. Câu trên có thể hiểu rộng ra là Bộ Quốc phòng đã đặt hàng 15 đài VRS-MCX sẽ bàn giao trong giai đoạn 2022-2025 đơn giá mỗi đài khoảng 133 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với khoảng 5,6 triệu đô một bộ. Ôi chà, tôm đấy, 15 đài, mỗi tổ hợp thường trang bị đến 1 đài, như vậy là 15 tổ hợp VCM-01 sẽ có trong 3 năm tới. Tất nhiên, đây là cách hiểu có phần lạc quan. Theo quan điểm của chúng tôi, có lẽ 15 đài này sẽ trang bị cho các đơn vị cảnh giới bờ biển, thay thế các đài radar loại cũ, thời Liên Xô, và một phần sẽ đi kèm với tên lửa bờ VCM-01. Vì như thông tin phía trên, chỉ thị mục tiêu cho hỏa lực bờ biển chỉ là một phần trong các nhiệm vụ mà VRS-MCX đảm nhiệm. Đài có thể làm nhiệm vụ cảnh giới, báo động sớm cơ mà. Nói chung là trồng cây đã tới ngày hái quả. Nói gì thì nói, Viettel là một doanh nghiệp quân đội, mà đã là doanh nghiệp thì làm ăn phải có lãi. Có lãi mới nuôi sống được nhân viên, rồi sau đó mới nói tới việc nghiên cứu sản xuất. Nhưng điều mà tôi cảm thấy vui hơn cả, ngày càng có nhiều loại vũ khí nội địa đã được chấp thuận đưa vào sản xuất hàng loạt. Điều đó chứng tỏ trình độ kỹ thuật quân sự Việt Nam ngày càng tăng cao và chất lượng sản phẩm tạo ra đã tương đương, thậm chí vượt trội các công nghệ nước ngoài. Đó là lý do mà Bộ Quốc phòng Việt Nam đã không còn nhập khẩu radar cảnh giới từ nhiều năm nay, mà thay vào đó là ưu tiên sản phẩm trong nước. Bây giờ, ngày càng thấy nhiều hơn các đài radar của Viettel ở các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu như VRS-2DM, VRS-CSX thực sự là quá vui. Một lần nữa, xin chúc mừng các thành tựu mới của công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và Viettel nói riêng. Chúc sức khỏe anh Nguyễn Như Thành, mong anh luôn khỏe, công tác tốt, tiếp tục góp thêm trí tuệ để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa anh hùng.